Mới đây, sàn Binance đã cho biết họ sẽ tạm ngừng dịch vụ nạp và rút đồng đô la kể từ ngày mai, ngày 8 tháng 2 mà không cho biết lý do của việc này. Binance còn cho biết chỉ có 0,01% người dùng sử dụng việc chuyển khoản ngân hàng bằng đồng đô la mỗi tháng là bị ảnh hưởng. Họ vẫn đang ra sức để khởi động lại dịch vụ này càng sớm càng tốt. Sau thông tin này thì đã có hàng trăm triệu đô đã bị rút khỏi sàn Binance theo dữ liệu on-chain. Nhưng mà lượng tiền đang được dự trữ ở trên sàn Binance thì còn đến tận hơn 20 tỷ đô. Cho nên là sự việc này nó vẫn chưa ảnh hưởng lớn đến hoạt động của sàn Binance. Hi, xin chào anh chị và các bạn, lại là Huy đây, người đồng hành cùng anh chị và các bạn trong các video về lĩnh vực tài chính và thị trường crypto theo góc nhìn tin tức. Binance đã cho biết chỉ ngừng hoạt động của đồng đô la, chứ dịch vụ cho những đồng tiền khác vẫn đang hoạt động bình thường, bao gồm đồng euro. Binance có một chi nhánh khác có tên là Binance US đã được quản lý và chỉ dành cho khách hàng là người Mỹ, và họ cho biết là không bị ảnh hưởng bởi thông báo từ sàn Binance chính. Theo như thông báo từ sàn Binance thì nó chỉ đang ảnh hưởng đến những người dùng không phải là người Mỹ, nhưng mà họ đang sử dụng đồng đô la để chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng thì sẽ bị tạm ngừng dịch vụ này từ ngày mai, ngày 8 tháng 2. Lý do cho sự việc này có thể là vì cuối tháng 1 năm 2023, sàn Binance đã cho biết ngân hàng Signature Bank đã không hỗ trợ những giao dịch dưới 100.000 đô la, vậy nên mới dẫn đến trường hợp đó là tạm ngừng dịch vụ này. Trong thời gian tới, sàn Binance sẽ tìm kiếm các đối tác ngân hàng khác, bởi vì trong thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều ý kiến cho rằng là các ngân hàng truyền thống họ vẫn đang lo sợ rủi ro từ những công ty về lĩnh vực crypto, bởi vì sau vụ sập của sàn FTX thì nó đã làm rúng động cả thị trường crypto. Tin tức này cũng không có ảnh hưởng nhiều đến giá của đồng coin của sàn Binance, đó là BNB. Nhắc đến giá thì chúng ta không thể bỏ qua được đó là giá của Bitcoin trong thời gian tới nó sẽ như thế nào. Và theo như một tài khoản có hơn 120.000 người theo dõi ở trên Twitter có tên là Kevin Spencer, thì anh ta đã cho rằng là giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng lên quanh vùng 30.000 đô trong thời gian tới. Và đây chính là video mà anh ta đã tải lên để dự đoán rằng là giá Bitcoin nó có những lý do gì để sẽ tiếp tục tăng lên trên vùng 30.000 đô trong thời gian tới. Đầu tiên là anh ta nhận định rằng giá của Bitcoin đã phá được đường xu hướng giảm. Đường xu hướng giảm trên khung thời gian tuần chính là đường màu đỏ ở đây ha các bạn. Giá đã phá qua trên khung thời gian tuần. Và trên khung thời gian ngày á, thì giá của Bitcoin cũng phá rõ ràng hơn bằng cái việc đó là giá của Bitcoin đã phá qua một đoạn luôn ha. Và trên khung thời gian ngày chúng ta cũng thấy được đó là về chỉ báo RSI thì nó đã tăng lên quanh vùng trên cả vùng mức 70 ha các bạn. Và bình thường á, thì khi mà đường RSI nó ở trên mức 70 thì lúc đó thị trường đang định giá Bitcoin khá là cao so với bình thường. Nhưng mà anh ta cho rằng là giá của Bitcoin nó có thể là đang có một lực mua mạnh, cho nên là RSI vẫn tiếp tục là nằm trên đường 70 của chỉ báo RSI. Và trong quá khứ thì khi mà đường RSI nó nằm trên vùng 70 thì giá của Bitcoin vẫn có thể là tăng tiếp một đoạn nhiều như vậy. Vậy nên anh ta đã nhận định rằng là giá của Bitcoin sẽ vẫn tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn trong thời gian tới. Và các bạn có suy nghĩ gì về quan điểm của anh chàng này thì nhớ để lại một bình luận ở dưới video này nha. Tiếp theo, chúng ta có tin tức về ban quản lý mới của sàn FTX đang đòi các chính trị gia Mỹ phải trả lại khoản tiền trước đây sàn FTX đã quyên góp sau khi sàn FTX bị phá sản. Theo thông báo của FTX thì họ và các chủ nợ đã gửi thư cho những người nhận được khoản vận động chính trị trước đây của FTX, và nếu thành công thì quá trình này có thể thu về hơn 93 triệu đô mà sàn giao dịch đã quyên góp cho các ứng cử viên chính trị. Trong trường hợp các ứng cử viên từ chối thì họ có thể bị buộc phải trả lại tiền theo quyết định của tòa án kèm theo tiền lãi. Theo trang tin Coindesk thì có hơn 2/3 quốc hội Mỹ là đã nhận khoản tiền quyên góp của sàn FTX. Vậy qua những thông tin này thì theo các bạn, giá của đồng coin sàn FTX đó là FTT nó có thể tăng lên trong thời gian tới hay không? Theo thông tin mà mình có nhận được về dữ liệu on-chain thì ở đây mình sử dụng trang web Etherscan, và đây là trang web dùng để theo dõi những giao dịch trên blockchain của nền tảng Ethereum. Và các bạn thấy được đây là ở địa chỉ ví của quỹ đầu tư Alameda Research. Khoảng hơn một tháng gần đây thì quỹ đầu tư Alameda Research họ không có hoạt động gì cả, nhưng mà chỉ trong 12 tiếng trước thì họ đã có rất là nhiều hoạt động, tức là những cái đồng coin token đã nạp vào địa chỉ ví của Alameda Research rất là nhiều, bao gồm là CRV này, CVX, và có nổi bật nhất đó là hơn 1 triệu đồng coin FTT. Đây chính là đồng coin của sàn FTX hả các bạn.
và hiện tại thì họ đang nắm giữ là hơn 1,1 triệu đồng coin FTT và cái giá trị của nó là hơn 2,2 triệu đô thôi các bạn. Và đây là một cái khoản đầu tư mà được coi là đang có giá trị cao nhất trong danh mục của địa chỉ ví Alameda Research này. Và qua động thái này thì chúng ta có thể thấy rằng là quỹ đầu tư Alameda Research có thể là họ đang bắt đầu là gom lại đồng coin FTT để có thể là bắt đầu đẩy giá trong thời gian tới. Mình có một lưu ý rất quan trọng, đó là các bạn chỉ nên sử dụng những thông tin này để tham khảo chứ không phải là đưa ra những quyết định đầu tư ha. Bởi vì là những địa chỉ ví này họ có thể là nạp coin vào, sau đó thì có thể chuyển đồng coin đó đi bất cứ lúc nào, cho nên chúng ta chỉ nên sử dụng những thông tin này chỉ để tham khảo mà thôi. Tiếp theo sẽ là biểu đồ kỹ thuật của đồng coin FTT ở trên khung thời gian tuần. Và như các bạn cũng đang thấy trên màn hình thì đồng coin FTT này nó đã giảm rất là mạnh kể từ khi mà những khách hàng của họ thấy rằng là sàn FTX có những dấu hiệu là sẽ bị phá sản thì họ đã bán tháo ra, họ đã bán ra để cắt lỗ rất là nhiều, khiến cho giá của đồng coin này nó giảm từ 30 đô chỉ còn 1 đô mà thôi ha các bạn. Nhưng mà mình thấy rằng là trong giai đoạn này giá của đồng coin FTT nó đã tạo đáy sâu thấp hơn đáy trước, nhưng mà volume giao dịch tức là khối lượng giao dịch nó đã giảm đi một cách rất là nhiều. Điều đó cho thấy là các nhà đầu tư họ đã bán tháo ra rất là nhiều trong cái đợt giảm này. Nhưng mà trong giai đoạn hiện tại thì giá nó đã giảm một nhịp sâu hơn nữa và nó tạo đáy sâu thấp hơn đáy trước, nhưng mà khối lượng giao dịch, khối lượng volume á, nó lại đang giảm dần. Điều đó cho thấy là không còn nhiều người đang nắm giữ đồng coin FTT, cho nên là việc mà giá nó có đang có sự phân kỳ tăng giá, tức là giá tạo đáy sâu thấp hơn đáy trước nhưng mà volume dịch nó lại đang giảm dần, cho thấy là lực bán đang bị suy yếu, cho nên là giá của đồng coin FTT nó có xác suất là nó sẽ có một nhịp sóng tăng, tức là nó nhịp sóng hồi lên trong thời gian tới. Và khi mà mình zoom vào khung thời gian nhỏ hơn khung thời gian tuần, đó là khung thời gian ngày, thì mình đang thấy được là giá của đồng coin FTT nó đang có một phản ứng rất là tốt khi mà giá nó đã phá được vùng đỉnh dẫn đáy thấp nhất trong một xu hướng giảm lớn như thế này. Đó là vùng 1,7 đô ở đây, là vùng màu đỏ ở đây hay các bạn. Khi mà giá nó tăng lên, nó phá qua thì khối lượng giao dịch nó cũng tăng lên. Điều đó cho thấy là có một áp lực mua nó đang đẩy cho giá của đồng coin FTT tăng lên. Và trong thời gian tới, nếu như đồng coin FTT này nó có một nhịp hồi về đúng cái khu vực Fibonacci ở đây là vùng 1,3 cho đến 1,5 đô, sau đó nó tăng mạnh lên, nó tạo đỉnh sâu, nó cao hơn đỉnh trước, thì chúng ta sẽ thấy được là sẽ có cấu trúc tăng giá trên đồng coin FTT này. Đó là thể hiện qua cấu trúc là đáy sâu nó cao hơn đáy trước và đỉnh sau nó cũng cao hơn đỉnh trước. Đó là một cấu trúc của xu hướng tăng bền vững. Còn trong thời điểm hiện tại thì giá của đồng coin FTT nó chỉ vừa phá được cấu trúc xu hướng giảm mà thôi, tức là nó chỉ vừa phá qua cái vùng đỉnh dẫn đáy thấp nhất trong một xu hướng giảm, chứ nó chưa tạo cấu trúc xu hướng tăng, cho nên là chúng ta vẫn có thể là sẽ bị bẫy, tức là những cú trap nó sẽ diễn ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là với đồng coin mà sàn FTX đã bị phá sản rồi thôi các bạn. Cuối cùng chúng ta sẽ nói về biểu đồ kỹ thuật của Bitcoin trên khung thời gian ngày, thì chúng ta cũng đang thấy được trên màn hình đang có một sự giao cắt giữa đường MA50 và đường MA200 ngày. Đó là đường màu xanh ở đây chính là đường MA50 ha các bạn, và đường màu đen ở đây chính là đường MA200 ngày. Và nó đang có một sự giao cắt, đó là đường màu xanh nó đang muốn cắt lên đường màu đen. Và trong quá khứ thì sự giao cắt này chính là Golden Cross. Golden Cross tức là giao cắt vàng, và nó có thể là đánh dấu cho một xu hướng tăng trong ngắn hạn của Bitcoin nó sẽ diễn ra khi mà cái sự giao cắt này nó xảy ra ha các bạn. Và trong quá khứ chúng ta cũng thấy được là ở giai đoạn tháng 9 năm 2021, khi mà đường MA50 tức là đường màu xanh nó cắt lên đường màu đen, thì lúc đó giá của Bitcoin đã có một nhịp sóng tăng lên từ vùng 40.000 tăng lên vùng là 69.000 đô hả các bạn. Và trong quá khứ nữa, đó là ở giai đoạn tháng 3 năm 2019, thì lúc đó chúng ta cũng có được một sự giao cắt vàng ở đây, và giá của Bitcoin cũng đi vào một xu hướng tăng trong ngắn hạn rất là mạnh hả các bạn. Và cái sự giao cắt vàng này nó cũng đã bị thất bại khi mà chúng ta có được một sự kiện thiên nga đen, đó là đại dịch Covid-19 nó diễn ra. Thì ở giai đoạn đầu năm 2020, sự giao cắt vàng này nó cũng xảy ra, nhưng mà giá Bitcoin nó lại giảm một nhịp khá là sâu. Khi mà chúng ta nhìn vào quá khứ năm 2015, ở giai đoạn tháng 10 năm 2015, thì chúng ta cũng có một sự giao cắt vàng như vậy, tức là đường màu xanh này nó đã cắt lên đường màu đen, giá của Bitcoin đã có một nhịp sóng tăng rất là thần tốc và bền vững thôi các bạn. Từ mức giá là 300 đô tăng lên là 20.000 đô, và nó đã tăng từ giai đoạn là cuối 2015 đến cuối năm 2017, tức là tăng ròng trong vòng là 2 năm. Và trong giai đoạn hiện tại chúng ta cũng đang thấy được là giá của Bitcoin sẽ có một sự giao cắt vàng này,
và nó cũng là một dấu hiệu cho thấy Bitcoin nó vẫn sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Và với phần nhận định cá nhân của mình thì mình thấy rằng là ở trên khung thời gian ngày và khung thời gian tuần thì giá của Bitcoin đang nằm trong một cấu trúc xu hướng giảm, tức là vùng khi nào mà vùng 25.200 đô này nó vẫn chưa bị phá qua thì lúc đó xu hướng của Bitcoin khung ngày và khung tuần vẫn đang là xu hướng giảm. Nhưng mà trên khung thời gian 1 giờ và khung thời gian 4 giờ, tức là trong ngắn hạn, thì giá của Bitcoin đang nằm trong một xu hướng tăng. Và bởi vì trong ngắn hạn thì giá của Bitcoin đang nằm trong một xu hướng tăng, cho nên là mình sẽ view tiếp tục là giá của Bitcoin sẽ có một nhịp sóng đẩy lên trước khi mà nó có nhịp sóng điều chỉnh về vùng 20.000 đô trong thời gian tới. Đây chính là một khu vực mà đỡ giá của Bitcoin, cũng là đường MA 200 ngày ha các bạn. Cho nên là giá của Bitcoin sẽ có một nhịp sóng đỡ ở đây. Và vì sao mà giá Bitcoin nó sẽ có một nhịp sóng điều chỉnh? Bởi vì là chúng ta thấy được là không có một loại tài sản nào có thể là tiếp tục cứ tăng mãi như vậy hoặc là giảm mãi như vậy được. Nó sẽ có biểu đồ đồ thị của nó giống như là biểu đồ hình sin ha các bạn. Tức là sẽ có sóng tăng và sẽ có sóng giảm. Khi mà nó có sóng giảm thì nó cũng sẽ có sóng hồi lên trước khi mà nó giảm tiếp. Vậy các bạn thấy được là khi mà giá của Bitcoin đang có một sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo kỹ thuật cũng như là volume, khi mà giá tạo các đỉnh sâu cao hơn đỉnh trước nhưng mà volume đang giảm dần, cũng như là đỉnh của RSI nó đang giảm dần, cho nên là chúng ta thấy được có một sự phân kỳ. Và với setup phân kỳ này thì chúng ta thấy được là giá của Bitcoin vẫn có thể là tiếp tục một nhịp tăng theo xu hướng trong ngắn hạn trước khi mà nó điều chỉnh sâu về vùng 20.000 đô trong thời gian tới. Tóm lại, sàn Binance sẽ ngưng dịch vụ đối với đồng đô la kể từ ngày mai, còn các dịch vụ khác thì không bị ảnh hưởng trên sàn Binance. Cho nên mình vẫn tiếp tục sử dụng sàn Binance để mua các đồng crypto mà mình đang tích lũy để chuẩn bị cho chu kỳ uptrend năm 2024 và năm 2025. Khi mà mình mua xong thì mình sẽ cắt giữ và lưu trữ các đồng crypto đó ở ví Coin98. Bởi vì ở ví Coin98 thì mình có quyền tự kiểm soát private key của mình, tức là một cái chìa khóa để mình có thể là truy cập vào địa chỉ ví của mình, chứ không có ai có thể là có quyền kiểm soát hoặc là truy cập vào ví của mình hay các bạn. Các bạn có thể sử dụng ví Coin98 giống như mình theo bài viết hướng dẫn mình sẽ để ở dưới phần bình luận của video này nha. Trong thời gian tới thì các bạn nghĩ rằng là giá của Bitcoin sẽ tăng lên đến được vùng giá bao nhiêu thì nhớ để lại một bình luận ở dưới video này để có thể chia sẻ với mình nha. Nếu anh chị và các bạn thấy thích video và muốn nhận thêm nhiều thông tin hữu ích đến từ kênh YouTube của tụi mình thì nhớ nhấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ tụi mình nha. Mọi phân tích của mình chỉ mang yếu tố thông tin tham khảo và chia sẻ quan điểm cá nhân, quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn. Video này không phải lời khuyên đầu tư tài chính. Và video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.